Ok, xin chào anh em. Rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Anh em thân mến, ngày hôm nay tôi lại quay trở lại bán những cái sản phẩm ở trên kênh anh em nhé. Xin phép các anh em một phút để tôi giới thiệu cái sản phẩm ngày hôm nay tôi bán anh em nhé. Một cái chậu trồng rau sạch trồng hoa hình chữ nhật như thế này 100.000. Thêm cho các bác một cái nữa là hai cái cũng 100.000. Thêm cho các bác một cái nữa là ba cái cũng 100.000. Thêm cho các bác một cái nữa là 4 cái cũng chỉ 100.000. Thêm cho các bác một cái nữa là 5 cái cũng chỉ 120.000 các bác ạ. TikTok Shop nó đang trợ giá quá rẻ đi. Mà chậu của nhà em á, xịn sò như này này. Đấy, rất là dày dặn từ nhựa PP hẳn hoi. Loại này á, bao cho các bác là phơi mưa, phơi nắng, phơi gió thoải mái các bác ạ. Trồng ở sân thượng, ban công hay ở ngoài vườn ok hết cho em. Cứ tự tin rộng đất vào mà trồng những luống rau sạch mà ăn. Ở phía trong của chậu á, là có một cái ba ki như thế này này. Ở phía dưới á, là nó có khoảng trống. Khi mà đổ đất lên trên á, thì mình tưới rau, tưới cây, tưới hoa á, thì nước nó sẽ chảy xuống ở phía dưới đáy này, tránh cái tình trạng ngập úng cho rau hay là cho hoa các bác ạ. Bên cạnh đó á, là đến những ngày nắng nóng hay hanh khô á, ở phía dưới đáy có nước, cho nên á, đất nó luôn ẩm ướt và cây nó tươi tốt, khá là ok các bác ạ. Chậu này á, là chiều dài 48cm, rộng 20cm và chiều cao là 16cm. Các bác mà trồng theo hành lang thì 5 chậu như thế này là cũng được 2,5m này. Khá là ổn định, khá là ok các bác ạ. Các bác biết rồi, ở phố thì thường không có đất để làm vườn. Nhiều khi thích làm vườn trồng rau trồng cây lắm nhưng mà không có. Thì mình có thể mua 5-10 chậu như này về và đổ đất vào và trồng những cái chậu rau sạch để mà ăn. Rồi là có thể trồng những cái chậu hoa ở ban công chẳng hạn. Mình cứ tận dụng sân thượng với ban công để mà trồng các bác ạ. Bên cạnh đó là nhà mà có các cụ lớn tuổi ấy, thì các bác có thể mua tặng các cụ những cái chậu như này để chiều chiều các cụ đi tưới cây cho nó khỏe khoắn vui vẻ người các bác. Tuy nhiên ấy, không phải ai cũng săn được 5 chậu này với giá 120.000 đâu nha. Các bác bấm thử vào giỏ hàng bên góc trái video xem thử mình có săn được giá đấy không nha. Vâng, đúng là không phải ai cũng săn được với giá là 120.000. Nhưng anh em có thể chỉ cần bỏ ra 100.000 để mua 5 chậu trắng trồng cây như trên anh em nhá. Đấy, và cái deal này nó sẽ có giới hạn là 200 chậu tôi bán ra thôi. Tôi deal trực tiếp với nhà bán hàng để có được cái giá cực kỳ ưu đãi, rẻ nhất thị trường cho anh em. Anh em có nhu cầu trồng cây, anh em có thể mua chậu cây về để trồng cây anh em nhé. Ngoài cái chậu cây màu trắng này ra, anh em có thể mua những cái loại chậu cây khác ở trong shop anh em nhé. Tất cả đều được giảm giá, tất cả anh em xem kênh Game Today đều được nhận những cái ưu đãi đặc biệt đến từ nhà bán hàng. Bởi vì nhà bán hàng đã liên hệ trực tiếp với tôi để cho cái deal này anh em nhé. Và hiện tại có rất nhiều những cái mặt hàng khác đang chờ tôi bán từ rất nhiều những cái nhà cung cấp, nhà bán hàng ở trên thị trường qua rất nhiều những cái lĩnh vực sản phẩm khác nhau anh em nhé. Các anh em có nhu cầu mua hàng, anh em có thể quan tâm đến kênh tôi đấy. Bởi vì đợt cuối năm này sẽ bán rất nhiều những cái sản phẩm mua sắm làm đẹp cũng như là những cái sản phẩm về thời trang. Đấy, ngoài ra một số anh em quan tâm đến cái lĩnh vực linh kiện, máy móc điện tử, PC thì cũng sẽ có bán trong cái thời gian sắp tới anh em nhé. Đặc biệt là những cái cỗ máy PC cần thiết cho cái việc học tập cũng như là giải trí các anh em sẽ có trong những cái video sắp tới đây của tôi. Và đặc biệt là cũng sẽ có những cái mã giảm giá ưu đãi đặc biệt dành cho các anh em xem kênh, cũng như là cái việc free ship nó là đương nhiên ở trên kênh rồi anh em nhé. Và cái chậu cây tôi vừa bán cũng thế, được free ship hoàn toàn anh em nhé. Anh em có thể ấn vào giỏ hàng để xem. Giá quá rẻ rồi, đấy có 100.000 thôi mà mua được 5 chậu lại còn được free ship nữa. Tính ra mỗi chậu có 20.000. Đấy mà anh em không phải là vận chuyển, anh em không phải đi ra hàng chọn, anh em có thể chuyển thẳng về nhà bố mẹ anh em cũng được. Đấy, không cần phải là mất công là trở sang. Quá tuyệt vời phải không anh em? Món này là món cực kỳ hời đấy anh em nhá. Đấy, và tôi cũng đã kịp sắm cho nhà tôi 5 chậu để ở trên ban công rồi. Chúc anh em sẽ mua được cái món hàng ưng ý anh em nhá. Rồi, chúng ta sẽ đến với con game ngày hôm nay. Hôm nay tôi sẽ lại bắt đầu cái meta mới nha anh em nhá. Vì thực ra là bắt đầu meta mới là mới bắt đầu từ cái video clip ngày hôm qua thôi mà, đúng không? Đây, đây là cái video clip thứ hai. Đấy, và ở trong cái trận đấu này nó có một cái điều đặc biệt. Ở trong truyền thuyết ấy, nó có cái con tướng mới anh em ạ. Đấy, vì thế nên là chúng ta sẽ hướng đến, chúng ta sẽ chơi cái con tướng mới anh em nhá. Hướng đến làm nào để xây dựng cái đội hình gì đấy mà nó liên quan đến con tướng đấy, để xem là cái con tướng đấy nó có mạnh không. Ok không? Đấy. Và ngày hôm qua thì tôi cũng mới ra clip và có anh em có nhận xét, anh em Ngọc Hiền hay anh em Hiền Ngọc có nhận xét là giọng tôi dạo gần đây nó hơi vội vội, thì công nhận là cũng hơi vội thật.
Bởi vì đợt này thì cũng bị vội ấy, làm cái gì cũng vội vì có quá nhiều việc anh em ạ. Đấy, một phần là như thế, một cái thứ hai ấy, là do giọng tôi nó bị yếu đi, do tôi đang bị ốm. Đấy nên giọng nó yếu đi. Nó yếu hơn nhiều so với cái một tuần trước. Đó nên là anh em thông cảm nhá. Nếu mà giọng nó có không được chuẩn, nó có không hay như bình thường thì anh em thông cảm cho tôi. Đấy, một vài ngày nữa khi mà tôi uống thuốc vào nó khỏi thì nó sẽ lại trở về bình thường thôi anh em nhá. Đấy. Rồi ok, hôm nay chúng ta sẽ cố gắng chúng ta chuyển sang cái con bài mới, con tướng mới. Con tướng mới nó ở trong cái bộ là bộ Half Orc và bộ God. Đó. Vậy thì chúng ta sẽ chơi những cái bộ liên quan đến cái bộ God và liên quan đến cái bộ Half Orc. God Half Orc thì anh em không còn lạ gì ở meta cũ rồi đúng không? Chúng ta chơi Sandbow Exit. Đấy làm co kết hợp với Half Orc và kết hợp với cả God ở trong cái bộ đó. Thì con Sandbow Exit nó rất khỏe. Đấy, counter được cái meta beat. Nhưng mà trong meta mới này thì liệu rằng chúng ta có thể xây dựng từ Sandbow Exit đầu game để có thể là đến cuối game chúng ta chuyển sang tướng mới làm co được không? Đấy, thì chắc là không. Bởi vì bây giờ Sandbow Exit gây đam quá bé. Ở cái mức level 2 sao mà bổ một phát nó chỉ được 200 đam thôi. Một cái lượng đam mà thực sự là nó quá bé luôn ấy anh em ạ. Anh em cứ cảm tưởng một cái con tướng 2 sao bình thường nhá. Thông thường là nó sẽ có khoảng 1k2 đến 1k5 máu. Các cái con tướng support thì thường nó là 1k2 máu. Còn những cái con tướng tăng cơ thì nó rơi vào đâu đấy tầm khoảng 1k5 đến 1k6 máu. Thì một bổ con này chỉ có 200 máu ấy, thì nó chả đáng là bao nhiêu so với cái lượng máu của đối thủ cả. Đấy, nhất là những cái bọn beat máu rất là nhiều và rất đông. Thì cái con này nó bây giờ nó không clear được nữa. Ở 2 sao là bây giờ là bổ là kém hẳn. Ngày trước là một bổ của 2 sao ấy là 300 đam đấy. Đấy, cộng thêm cái lượng máu của con Sembo Exit nữa thì một bổ cỡ khoảng 400 đam. Đấy, chưa tính đến nếu mà có đồ phép, đồ tăng sát thương phép. Nhưng bây giờ con này 200 đam ấy, nếu mà tăng cái đồ cộng cái đồ sát thương phép vào nó cũng không đáng là bao nhiêu. Bởi vì nó tính là theo phần trăm của cái lượng đam, cái lượng basic đam ấy. Đấy, basic bây giờ nó có 200 thôi. Ngày xưa basic 300 cộng thêm cái lượng phần trăm là 20% thì nó nhiều hơn hẳn. Còn bây giờ 20% của 300 đam thì nó nhiều hơn hẳn so với cả 200 đam đúng không? Đấy, 200 đam, 30% của 200 đam là có cộng thêm có 60 đam thôi. 260 đam quá ít. Anh em ạ, không đáng là bao nhiêu. Thế nên là tôi nghĩ là chúng ta sẽ phải đá qua cái bộ beat trước anh em nhá. Đấy nên là tôi sẽ xây dựng từ cái bộ beat trước. Bởi vì làm sao? Bây giờ meta hiện tại beat rất khỏe. Chúng ta có thể dựa vào cái bộ beat. Sau đó là đến late game thì chúng ta mới đá sang cái con tướng mới. Thế là nó hợp lý anh em ạ. Xây dựng đội hình một cách khoa học chuẩn chỉ để chúng ta có thể giữ được máu ở giai đoạn đầu game. Sau đó late game chúng ta chuyển sau anh em nhá. Đấy. Đầu game mà tôi cứ mùa toàn là siêu đẻ luôn. Tận dụng cái meta. Meta siêu đẻ, đánh siêu đẻ luôn anh em nhé. Đấy, và chúng ta cũng có thể là kết hợp với một con tướng nào đó làm co. Ví dụ như là ở dưới hàng chờ ấy, là tôi đã mua sẵn một cái con phong vũ ở đây. Đấy, để khi làm mà phong vũ lên 2 sao là có thể làm tạm co ở giai đoạn đầu game. Cũng rất là ok. Khi mà chúng ta chưa có co thì đây nó là một con bài mà có thể kết hợp được. Khi mà cái bộ beat ấy, nó có con ngộ không là cũng là một con metalit. Chúng ta có thể kết hợp 6 bit với cả 2 metalit được. Đấy, và nó cũng sẽ là trong cái quá trình xây dựng là đến tương lai chúng ta có thể sử dụng luôn. Rất là hợp lý. Úi dồi, trận này anh em nhìn kìa. Eco nhiều không nhỉ? Quá nhiều người Eco luôn. Meta này kiểu như là một là đánh chuỗi thắng, hai là Eco anh em ạ. Ơ, Tuấn Cơm có phải kênh YouTube Game Today không kìa? Úi rồi ơi, lại gặp người quen anh em thấy không? Ngày nào cũng gặp người quen. Mình bây giờ kiểu kênh nó lên xu hướng ấy là sao ấy. Hôm nào vào trong game cũng thấy có anh em hỏi. Đây là một cái niềm vui của tôi, một cái niềm tự hào khi mà bây giờ gần như là mình là cái kênh phổ biến nhất ở trong cái thể loại này rồi. Không phải chỉ có anh em Việt Nam đâu nhá, mà kể cả các anh em nước ngoài ấy. Đấy, khi mà tôi chơi ở trong cái mùa mới mà tôi leo lên top server ấy, là có rất nhiều anh em nước ngoài là cũng hỏi tôi luôn khi mà vào trong game. Đấy, hỏi luôn kênh của tôi. Đấy, rồi có những người xem kênh của tôi rồi thì hỏi xem là có phải là tôi không.
Đấy, các anh em nước ngoài, đặc biệt là mấy ông người Nhật đấy, mấy ông người Nhật tự nhiên cái đợt này hay xem tôi, không hiểu tại sao. Đợt trước thì có cả Thái Lan, có cả Hàn Quốc, rồi có cả mấy ông ở cái khu vực Nga, nghĩa các thứ, bây giờ chiến tranh không xem nữa rồi. Còn mấy cái ông Trung Quốc thì hình như các ông không xem tôi thì phải. Mấy ông Trung Quốc thì lại tôi thấy là xem nhiều kênh Gia Quen hơn. Gia Quen thì kênh rất nhiều những cái ông người Trung Quốc xem. Còn kênh tôi thì không thấy các ông ở Trung Quốc xem. Và mình rất là thích mấy ông Trung Quốc xem bởi vì đông mà. Nhưng Trung Quốc đông lắm mà cũng rất là đam mê cái trò này. Anh em thấy cái top bảng xếp hạng ấy là chỉ có Việt Nam và Trung Quốc thôi. Còn những cái nước khác có đâu. Đúng không? Đấy, những cái người chơi hay nhất ở trong cái trò này là ở Việt Nam và ở Trung Quốc. Thế nên là nếu mà lấy được cái thị trường đấy thì quá tuyệt vời. Và chưa biết làm nào để hướng tới thị trường Trung Quốc. Có khi là mình phải học tiếng Trung Quốc để mình có thể nói một vài câu tiếng Trung Quốc. Đấy, để giao lưu với các fan người Trung Quốc chẳng hạn. Có phải là như thế không nhỉ anh em nhỉ? Thực ra cái đấy cũng có thể nó sẽ là như thế. Nếu mà tôi có thời gian, đấy, tôi có thể là học một vài câu Trung Quốc. Sau đó tôi có thể là tự nhiên tôi đang nói tiếng Việt, tôi nói một vài câu Trung Quốc, xong rồi lại tự nhiên lại hôm đấy lại đúng cái hôm mà có mấy ông Trung Quốc vào xem, kiểu thế là mấy ông là thích xem kênh tôi luôn. Kiểu thế. Có phải là mình đang mơ mộng quá không nhỉ? Có quay clip không anh Tuấn? Có, đương nhiên là có rồi. Ui giời. Anh em còn phải hỏi. Tất nhiên là có rồi. Giờ là phải chăm chỉ trở lại anh em ạ. Không là kênh lâu lâu không ra clip là mất đề xuất đấy. Anh em thì không để ý thôi, chứ tôi làm số liệu kỹ lắm. Kênh sau một tuần không ra clip là bắt đầu mất đề xuất rồi. Là phải chăm chỉ rồi. Làm YouTube này nó không phải là cứ người mà làm lâu là ngon đâu anh em ạ. Lâu hay là mới nó như nhau hết. Một khi mà nội dung của anh em lười không ra nội dung ấy thì là mất đề xuất ngay. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là anh em mà clip mà không ra gì thì nó cũng mất đề xuất ngay. Đấy, chính vì thế là tôi cũng như là cái người mới là cũng như nhau. Tôi là cũng phải nói chung là cũng trau dồi kiến thức với cả nâng cao chất lượng video hàng ngày thôi. Nhưng không dám chỉnh mảng, không dám coi như là vì kênh là kênh lớn, vì kênh được nhiều người biết đến, xem nhiều mà tôi coi như là làm clip linh tinh ở đâu anh em. Đấy, vẫn phải cố gắng làm cho nó đầy đủ, làm cho nó hay, nội dung là vẫn phải suy nghĩ cẩn thận. Vẫn phải chắt chiu từ cái nội dung ở trong game này, nói cái gì này. Đấy, cho đến cái việc là đặt tiêu đề game hay là nghĩ xem là hôm nay làm nội dung gì, nó có liên quan gì đến cái clip ngày hôm qua mà tôi nói không. Đấy, kiểu dạng như thế. Có một cái chuỗi series nào liên quan đến nhau hay là tương tác với anh em như nào cho nó hợp lý, để làm nào để vẫn giữ được cái đề xuất ở trên YouTube. Thì đấy nó là một cái công việc mà tôi làm hàng ngày. Tôi luôn phải suy nghĩ cái điều đấy. Nhiều khi anh em nghĩ những cái điều đơn giản như là đặt tiêu đề đấy, ở trong video clip nó đơn giản thôi, nhưng mà thực ra là nó đối với tôi thì nó phức tạp anh em ạ. Đặt tiêu đề thôi mà nó cũng mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ, có khi là mất cả ngày luôn ấy anh em ạ. Đấy, nói thì anh em không tin nhưng mà đó là sự thật đấy anh em ạ, sự thật luôn, 100% đấy là sự thật. Ok rồi, Metalit cho vào sẵn này, ra ngộ không cái là 4 Metalit 4 bit luôn, đánh ở level 8, level 7 đủ luôn, lên level 9 là nó sẽ có là 6 bit. Ok. Đồ này thì không được ngon lắm. Xây dựng như này thì nó tuy nó không có chuỗi giống như kiểu Hunter, nhưng mà có một cái là chúng ta có thể loại bớt một vài cái đối thủ khi mà Eco hoặc là quá yếu máu. Nhưng mà trận này tôi thấy ai cũng khôn, ai cũng bỏ hai con Eco vào để giữ máu ngay từ đầu game. Tránh cái trường hợp là bị siêu đẻ, nó đẻ quá nhiều. Đấy, nên là trận này anh em có thể thấy là ở sau round 16 có rất nhiều nhà Eco nhưng mà nhà nào cũng còn nhiều máu. Chưa có nhà nào là có bị tụt máu quá thấp cả. Đấy, nhà thấp nhất bây giờ cũng chỉ có 44 máu thôi. Vẫn còn khá nhiều máu, còn chưa cắn máu lên đâu. Đó. Tức là gặp trận đấu này là anh em đánh rất là tỉnh táo, tỉnh đòn đấy. Đấy, rất là tỉnh táo luôn, đánh cực kỳ tỉnh táo. Và bây giờ anh em cũng sẽ thấy là có rất nhiều người lựa chọn cái việc là Eco ở trong game. Bởi vì sợ siêu đẻ lắm anh em ạ. Vào nếu mà không đánh cái chuỗi thắng thì đôi khi là họ phải chọn cái con đường Eco. Đấy, và đa phần là bây giờ là như thế. Ở những cái mức rank cao thì họ sẽ chọn Eco luôn, chứ họ không có đánh, bởi vì đánh thì cũng không thể đánh được. Bài ra yếu cái thì cũng không có đánh được ai cả. Đấy, và bài ra yếu thì tốt nhất là lên Eco. Bởi vì nếu mà yếu ấy, mà không đánh được ai cả mà lại còn bị đẩy nhiều hơn cơ,
do có rất nhiều người chơi siêu đẻ. Đấy, và meta này nhá, là anh em cũng có thể thấy là ngoài cái bộ beat ra thì Insectoid nó đang là một cái bộ đang nổi lên anh em ạ. Như một thế lực luôn nhá anh em nhá. Trong meta bây giờ leo top là rất nhiều người chọn Insectoid là con đường leo top. Đấy, trong đấy là có thể nói là có tôi. Nhưng mà tôi thì tôi không phải dạng cái kiểu surfarm Insectoid. Mà tôi trận nào tôi chơi thì, được thì tôi chơi thôi. Còn đa phần là tôi có những cái bộ tủ riêng của tôi, chứ còn tôi không có đánh theo kiểu cái số đông. À, chơi ví dụ như người ta chơi nhiều Insectoid ấy thì tôi lại chơi cái bộ khác. Đấy, hay là người ta chơi nhiều cái bộ như bây giờ là bộ beat ấy thì tôi thường là tôi sẽ chơi mết, tôi bắn trưởng. Nhưng mà nếu mà bắn trưởng nhiều mà gặp Insectoid là cũng toang đấy. Đấy, tôi chia sẻ với anh em từ video trước ấy, là trong cái quá trình leo top ấy thì nếu mà đối thủ mà chơi beat chuyển sang Insectoid thì chúng ta cũng sẽ phải chuyển sang là 9 Warrior. Đó. Nên là tôi đôi khi là tôi sẽ chơi cả 9 Warrior. Và tôi đôi khi là tôi sẽ chơi cả Assassin. Assassin cũng khá là ok. Đấy, và cái bộ mà không ai chơi, bây giờ hiện tại rất ít người chơi, đấy là cái bộ Greater. Thì tôi đang chọn cái bộ Greater để tôi leo rank. Thực ra cái bộ đấy nó không khỏe lắm, nhưng mà có điều là nó dễ ra bài bởi vì không ai tranh. Đấy, nó dễ ra. Thì đó là cũng là một cái sự lựa chọn của tôi. Đây là một cái chia sẻ thật lòng với anh em nhá. Đấy, còn không phải là vì là cái bộ mạnh mà chúng ta có thể leo rank được top server. Và cái quan trọng là chúng ta nắm được cái kỹ thuật giữ máu ấy ở cái giai đoạn giữa game của từng meta ấy. Thì meta này tôi đã chia sẻ cho anh em từ cái video trước ấy, là có một cái combo rất là mạnh. Và anh em có thể dựa vào cái combo đó để anh em giữ máu đầu game rất tốt. Đấy chính là combo giữa con Flame và con Green. Anh em có thể kẹp bất cứ một cái bộ gì mà chơi kiểu tương lai sẽ chơi fake, sau đó anh em chơi combo đấy, nó rất là hiệu quả. Đấy, thậm chí là anh em có thể kẹp thêm với Hunter cũng ok luôn nha anh em nhé. Rồi. Đấy, vẫn có một cái người mà đang eco đến tận round 19 luôn này anh em này. Nhưng mà chơi Insectoid. Insectoid trở lại xuống hố rồi anh em nhìn này. Nhìn thấy con gì đấy không? Đấy, Insectoid không phải là ngon đâu nhá. Ngon tùy trận thôi. Trận này có 9 xin và kẹp gấu Assassin 2 sao rồi thì thôi xác định Insectoid bay màu. Tuy nhiên là giữ máu thì cũng khá là ok. Đánh đến level 8, sắp đến level 9 rồi. Giữ được 10 trận thắng, 10 trận thua liên tiếp. Đấy, và vẫn còn giữ được tới hơn 50 máu. Quá nhiều máu luôn. Đó là một cái lượng máu rất nhiều đấy. Ngoài cái việc là ông kia có máu nhiều ra, ông còn có một cái lượng tiền là cũng rất nhiều luôn. Anh em ạ, cái lượng tiền bây giờ là có thể nói là nhiều nhất rồi đấy. Nhiều nhất bàn cờ này luôn. Nhiều nhất trên tất cả các cái bàn cờ. Bởi vì làm sao? Người ta eco được cái chuỗi dài. Ok. Rồi, Half Orc này. Mua con Half Orc vào để tí nữa chuyển. Chết rồi, giọng tôi lại có vẻ có vấn đề rồi anh em ạ. Anh em thông cảm nhá. Nói một lúc tự nhiên giọng nó yếu hẳn đi. Yếu hẳn luôn ấy. Đang bị viêm họng, họng nó bị đau. Nói nó sẽ không được khỏe như cái ngày bình thường. Giọng nó hơi bị nghẹt mũi nữa. Rồi bây giờ chắc là lên 9 thôi, lên 9 sớm. Lên 9 sớm để kẹp 6 bit vào. Chúng ta hướng tới những cái level cao để kiếm con tướng mới anh em ạ. Chứ không hai Hyperdrone ở level thấp để kiếm Whispersia 3 sao gì cả. Whispersia bây giờ tự lên 3 sao đó. Lên thì chơi, không lên thì thôi. Chủ yếu là hướng tới con tướng mới. Random ấy. Ok. Nhà 9 mét không nhỉ? Nhìn trông cũng có vẻ là sẽ có nhà chơi bắn trưởng ấy. Cứ từ từ đã. Chưa có rèn vội. Thiếu một bit. Như này đây đã. Tạm. Protect us. 6 bit à? 6 bit đây rồi. Under my pen.
Bán con gì đi đây? Con này. Như này đi. Sau cái round này là bắt đầu chúng ta sẽ mất máu đấy. Bắt đầu yếu đi rồi. Cứ form về tạm 6 bit này dư máu một chút. Nhưng mà kiểu gì thì cũng sẽ mất máu đó. 6 bit thì cắt được chuối này. Sẽ cắt được thôi. Clay giờ yếu bỏ sử ra chẳng nhẽ lại thua. Úi chà, đừng bảo thua nhá. Gọi đệ ra đúng rồi, gọi đệ ra đấm. Thua làm sao nào. Ok, cắt cái chuối, xin cái chuối kiếm tí tiền đã. Ôi, có chuỗi luôn này. Nhưng mà chắc là sẽ mất sớm thôi. Không ra con ngộ không nhỉ. Bây giờ cần cái con ngộ không. À đây rồi, ui giỏi rồi. Đợi mãi. Đùa, đùa bộ, đùa bộ, đùa. Rao sau bán Whisper đi xong rồi cho Phong Vũ vào làm co. Đánh luôn ở level 9 luôn anh em ạ, đủ bộ rồi. Ơi mà rao này vớ vẩn mất chuỗi luôn này. Trời ơi đừng bảo xả hết tiền nó mất chuỗi nhá. Đúng thật anh em ạ. Mất chuỗi rao này rồi. Đèn ấy vừa mới xả một đống tiền xong tự nhiên gặp cái thằng này. Thằng này chơi Feather. Feather fake. Gặp Feather Fake thì chịu rồi. Chịu rồi anh em ạ. Cây 3 sao dồn đồ. Quả đấy mà tôi vứt kịp vào cái bộ Metalite thì có khi là vẫn có thể ăn được. Nhưng mà vì là chúng ta chưa thể chuyển kịp được cái dây cuối cùng được. Luôn ra con ngộ không nó muộn quá, không xử lý kịp anh em ạ. Thôi rồi, đồ này cho con sâu cầm đó. Đồ này vẫn là cái đồ mà sẽ là cái kiểu dạng đẻ cho nó mạnh thôi chứ còn để Phong Vũ cầm cái đồ này thì nó cũng chưa phát huy được hiệu quả lắm. Phong Vũ sẽ cầm một vài đồ. Còn một vài đồ thì vẫn sẽ để cho sâu anh em nhé. Vẫn sẽ để cho sâu cầm. Thôi bây giờ hướng đến là lên 10 thôi anh em ạ. Hướng đến lên 10 đâu. Đấy rồi chơi gót này. Ôi, thằng này đánh có thể là sẽ giống cái đội hình của chúng ta. Ờ, đúng thật. Trứng này, máy bay luôn ạ. Máy bay nhưng mà thôi. Làm content bỏ qua nha anh em nhé. Bình thường mà không làm content thì chắc là tôi cũng sẽ mua con máy bay này đấy. Mua máy bay chơi 6 bit kẹp với cả Kira. Đánh ở level 9 đã đủ rồi. Máy bay 2 sao bắn cháy luôn. Có sẵn quả trứng ở đây rồi mà. Mà có điều cái trận này là tôi dự định là tôi sẽ chơi con tướng mới. Nhưng mà tôi không có cái slot cho cái con máy bay này ấy. Đấy cái gì đây? Búa sét hay hơn là hộp sọ đẫm máu nhỉ? Thực ra vẫn lấy cái búa sét trước anh em ạ. Lấy cái búa sét trước để giữ máu cái đã. Chứ tầm này vớ vẩn là bị đẩy nhiều máu ấy nhá. Không đùa đâu. Đây thằng này gót người nước lên 3 sao này. Đấy. Lướt là đau luôn. Lướt phát bay đội hình luôn đây này. Bắt đầu cái tầm này là bắt đầu mất nhiều máu rồi anh em ạ. Tôi biết là sau round 20 là bắt đầu là nếu mà chúng ta không form được cái đội hình chuẩn của nó ấy, mà đủ sức mạnh ấy, là chúng ta sẽ bị tụt nhiều máu ấy. Nhìn cái thằng đấy 15 máu nhưng mà nó lại không phải là sắp đi đâu. Mà nó là đang khỏe nhất ấy. Vì là có con người lướt 3 sao rồi là yên tâm rồi. Cái tầm lấy một người lướt 3 sao mà có đồ là clear hết thôi. Biết các thứ không phải đối thủ nữa rồi. Bây giờ trừ khi thằng nào mà kẹp 6 cá, kẹp Doom vào thì may ra mới ăn được thôi. Nhưng mà cái tầm này thằng nào hy sinh để làm cái điều đấy đâu. Ăn được cái thằng người lướt nhưng mà gặp mấy cái thằng beat thì đi. Hay là thằng Insectoid đi. Nên chả có thằng nào bây giờ kẹp cá vào để mà ăn cả. Anh em nhìn này, đấy còn Saman cũng đủ nhá, 9 Feather này. Đấy, khỏe lắm anh em ạ. Nhìn các cái đối thủ càng như là Assassin, gấu Assassin 2 sao. Mà cũng sắp đi, còn có 10 máu. Không hiểu là có đi không, nhưng mà nếu mà gặp người nước kia chắc cũng đi ấy.
Gặp thằng người nước rồi chắc đi rồi. Đấy, còn Insectoid thì bây giờ cũng đang hấp hối rồi. Mặc dù là cắn máu lên các kiểu các thứ. Eco ngon, chuỗi dài, nhưng mà bây giờ tầm này cũng sắp đi rồi kìa. 38 máu kia, nhưng mà nếu mà không cẩn thận là cũng đi sớm ấy. Insectoid bây giờ gặp người nước kết hợp với cả cái bộ đá, bộ Spirit ấy là cũng không ăn được đâu nha. Không ăn được đâu. Gặp bộ của tôi cũng có khi là vớ vẩn, nó cũng chưa ăn được ấy. Bộ beat này nói thế thôi chứ clear hơi nhanh đấy. Cái con phong vu thôi, tôi không mua đâu, hết tiền rồi anh em ạ. Lên 10 kẹp thêm hack off vào đó. Về căn bản là bây giờ là mình hết tiền rồi. Lựa chọn là cho tướng mới thôi, chứ còn không có lui phong vũ 3 sao gì cả. Không có Hyperdrone phong vũ. Đấy, tầm này giữ máu thôi. Đây, lấy món đồ này cho nó an toàn. Tí nữa có thằng nào hồi máu được thì còn có khả năng là không cho nó hồi máu. Thôi cứ lên được 10 là yên tâm rồi. Cứ full đội hình đủ bộ cái đã. Đấy, full đội hình đủ bộ cái đã này. Sau đó là có thể là sẽ giữ tiền một khoảng thời gian, cho tiền lên lên một chút rồi chúng ta lại luôn tiếp cũng được, trong trường hợp mà không mất quá nhiều máu. Bây giờ ra tường mới là có đủ 4 hát bóc rồi. Đây là có săn 2 con rồi. Nhưng mà đấy, anh em thấy là tôi cũng vừa đủ hết tiền thôi. Hết tiền mới lên được level 10. Vừa đủ hết tiền luôn. Đấy, đang 26 cũng căng đây anh em ạ. Đây, gặp gấu assassin có gậy xanh, nhưng mà một lướt đi luôn. Thế thì đi rồi. Thế thì đi rồi còn gì nữa, đúng không? Đi chưa? Đi rồi còn gì nữa, 10 máu đi rồi. Ui anh em ơi, cái con gấu assassin nó bị lướt qua cái, nó đứng im luôn đến chết luôn ạ. Thề không kịp nhảy phát nào. Ra cả mèo nữa nhưng mà không chơi. Bây giờ vẫn đang hướng tới con tướng mới thôi anh em ạ. Làm content mà. Chứ bình thường mà ra mèo ra máy bay là lấy hết rồi đấy, múc hết rồi đấy. À, tầm này mình lại kiểu phải làm content ấy. Bây giờ meta mới, lưu meta mà lại chưa có clip nào tướng mới, hơi sai đúng không? Đấy. À, đây là một cái cú gọi là hy sinh đấy nha anh em nhá. Hy sinh rất có thể là chơi cái kiểu như này là auto ấy. Trông hơi sợ nhỉ, hay là lại mua mèo. Mua mèo về gánh tí không? Con này thực ra gặp beat kẹp vào cũng ngon mà. Bây giờ mà ra mèo 2 sao thì liệu rằng mình có như là bỏ content để đổi hướng sang để vô địch không nhỉ? Kẹp cả hai mèo với 6 beat thì đấm hơi cháy luôn đấy. Đây rồi. Đây rồi, đây này. Insectoid nó đẩy cho sấp mặt luôn này anh em này. May quá phòng vua tôi đấm được. Ây da, đấm được mấy phát. Đấm được mấy phát là giữ được máu rồi. Không bị đẩy máu là tốt rồi. Ơ kìa, đấm thêm một phát nữa là bớt được con gấu rồi đấy. Đấy, một chút máu thôi, 12 máu, cũng nhiều đấy, không ít đâu. Lần lượt là ra đi hết rồi kìa. Ok. Còn nhà Saman, nhà Insect. Đấy anh em thấy không? Đấy, Thiêu đây nhá, Thiêu đây bây giờ là đang chuối cộng 6 luôn. Đúng như tôi nói, đấy là cái bộ mà nó không đơn giản đâu anh em ạ. Bộ đấy ở meta này nó cũng là một trong những cái bộ leo top server đấy. Một trong những cái bộ mà nếu mà anh em gặp nhiều Insectoid, anh em chơi cái bộ đấy để đấm Insectoid. Gót người lướt, kẹp đá, cực kỳ thích đánh Insectoid luôn. Những cái trận đấu mà nhiều beat cũng có thể chơi được cái bộ đấy anh em nhá. Nhiều beat, nhiều Insect. Rồi gặp Feather thì chắc lại thua thôi. Thắng được không? Nếu mà lổ Metalit ngon thì thắng. Ui dồi ôi kìa. Căng luôn. Dồn đồ cho Shadow rồi. Shadow 3 sao. Càng đấy.
Chưa ra tướng mới nha anh em nhỉ. Rang 28 lên 10 từ đời nào rồi. 26 lên 10. Cũng mới lên được mấy round thôi, chưa phải đời nào. Sorry anh em, hơi nhầm. Cảm giác háo hức ấy. Một cái cảm giác háo hức khi mà tướng mới nó ra để mình chơi nhưng mà chưa thấy. Đấy, vì cái sự háo hức quá nên là tôi nhớ hơi sai một tí. Đấy, anh em thông cảm nhá. Chứ không phải là ra lên từ lâu rồi mà vẫn chưa ra, mà thực ra là cũng mới lên. Ok. Phòng Vũ không biết 2 sao có gánh nổi không này. Phòng Vũ chẳng phải 3 sao thì mới gánh được, chứ 2 sao tôi nghĩ là cũng chưa được uy tín lắm đâu. Rất có thể là sẽ hẹo. Hẹo thì chỉ cần 2 round để lọt insect thôi là hẹo đấy. 52 màu là không phải là nhiều nhá. Rồi người nước ở đây này. Cái thằng này là cái thằng mà bị đẩy nhiều này. Cái thằng này sẽ là cái thằng mà tôi sẽ bị đẩy nhiều đấy. Cố lên Phong Vũ. Một phát nữa. Rồi ok, giết được thêm 2 con ạ. Thề búa xét lẩy giết được thêm 2 con ạ. Quá ngon. Giảm được khá khá cái lượng máu mất đi. Nhưng vẫn 7 màu á, lọt 2 con vẫn 7 màu, xì đà đấy nhờ. Lại một người nữa ra đi. À, vậy là cái nhà Saman lại bị đi à, ra đi. Saman bị đấm bởi nhà Insectoid. Quá càng. 6 Saman bây giờ là cũng ngon đấy nha anh em nhá. Đội hình leo top ấy. Đấy, tôi để điểm qua cho anh em là có Saman Fake này. Có Beat thì là đương nhiên rồi, Beat này. Có Insectoid này. Đấy, là những cái bộ mà bây giờ đang rất ngon. Ngoài ra có người lướt kẹp với cả đá, người lướt gót kẹp đá. Đấy, hôm nay là tôi đánh một mình một kiểu luôn nhá. Meta là tí nữa là không phải là meta đâu mà một đội hình mới luôn đấy, một đội hình kết hợp với cả con tướng mới để xem là có đánh nổi không. Còn cái bộ 9 Feather thì mặc dù là không phải meta nhưng mà nó lại lên được cái con Shadow lên 3 sao thì nó vẫn khỏe. Shadow lên 3 sao là khỏe rồi. Nhưng mà Shadow 3 sao kia mà gặp thằng Tiêu đây thì cũng chưa chắc đã ăn được đâu nhá. Phải có thêm cái đồ kháng phép mới ăn được. Hoặc là chuyển sang 6 cá. 6 cá thì ăn được. Mà chơi fake thì mấy cái chuyện chuyển sang cái bộ fake thì nó dễ hơn mà. Tính cái nào là mà gặp cái thằng người đá chuyển sang 6 cá chơi. Đây rồi, chắc chắn là phải lấy cái món này. Ok, đây rồi, ui rồi tuyệt vời quá. Ok, quá tuyệt vời. Thiếu một con gót. Dù sao thì vừa kịp đủ bộ cái đã này. Bây giờ là bỏ Beat đi đúng không? Bây giờ bỏ cái gì đi cho nó hợp lý nhở? Rồi bây giờ đổi thêm một cái đồ cam nữa. Đổi đồ cam nữa đi. Thiếu một đồ. Tạm thời như này đi. Ok, hút máu. Chắc chắn là phải có. Quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Ra cái con tướng mới kẹp thêm là một quả trứng luôn. Thế là tôi lên được 2 sao. Lại sống. Con này thì ở bên Dota là gọi là con Let's Suck anh em ạ. Let's Suck. Đấy. Nên là tôi quen ở bên Dota tôi cứ gọi là con Let's Suck nha anh em nhá. Còn anh em quen gọi là cái con tướng gì thì anh em cứ gọi theo của anh em. Đấy, còn tôi cứ quy định là trên kênh tôi thì con này nó sẽ gọi là Let's Suck anh em nhá. Đấy, tướng mới đấy. Ơ, lao đúng vào trên trước mặt con Tabu ạ. Thề không tung vũ trưởng luôn. À đây rồi, tung vũ trưởng rồi, nhưng mà đi luôn. Lao đến đúng trước mặt con Tabu để nó bơn mana, không tung vũ trưởng. Thề trông Sida thật đấy. Tôi nghĩ là kẹp 4 gót là ngon hơn. Bây giờ cái tầm này Beat gì nữa nhỉ? Có liên quan gì đến Beat đâu mà chơi Beat làm gì nữa nhỉ? Đúng không? Bây giờ là bỏ Beat đi. Đấy, kẹp vào 4 gót vào. 4 half orc, 4 Beat đúng không? Ok, tạm thời sẽ là như thế. Cọc này, tí nữa kẹp cọc. Ra con Khan kẹp cọc. Rồi. Bán mấy cái con Beat đi. Tí nữa ra Khan thì sẽ bỏ con God of Light này. Bỏ con sâu. Chúng ta sẽ kẹp được thêm 2 cọc vào. 2 cọc thôi, 2 cọc thôi. 4 cọc thì sẽ phải bỏ con gì nhỉ? 4 cọc phải bỏ 1 half orc à? 2 cọc thôi.
Thằng này cũng chơi hai cọc này, hai cọc kẹp người nước. Càng không? Càng đấy. Rồi tường mới của tôi bây giờ nó đủ 4 gót rồi. 4 gót 4 metalit. Ui giời anh em nhiều đốt kìa. Trời siêu mạnh luôn anh em ơi, siêu mạnh luôn. Ok đấy, đã thấy sức mạnh của tường mới rồi. Quá tuyệt vời. Đốt càng đấy, đốt càng đấy. Để xem một tí gặp insect xem nó có giải tán đám đông nhanh không nhá. Để xem là insect đưa insect từ đây xem nào. Đưa thằng insect sang đây. Bây giờ mới insect sang gặp tôi. Giải quyết trong một lốt nhạc luôn. Bây giờ đồ đạc các thứ là đủ rồi. Con này thì được cái là nếu mà chúng ta ra cái gậy xanh thì cũng không lên lấy. Và chúng ta lấy những cái đồ trâu chó một tí anh em ạ, tăng cơ tí. Bởi vì con này nó lên 3 sao dễ không mà. Nó giống như kiểu con Khan ấy. Nó ở trong cái bộ The Rui. Đấy, The Rui God này, xong rồi Half Orc. Nên là cái con này nó lên, nó chỉ cần hai con thôi là nó có thể là lên được 3 sao rồi. Hai con kèm thêm hai quả trứng. Đấy. Bây giờ tôi chỉ cần một con nữa thôi là được. Ra một con nữa lên được 3 sao. Quá tuyệt vời. Tường mới này, thực ra là cái con game này thì mỗi lần mà nó ra tường mới ấy, là cái con tường mới đấy nó rất là imba, nó rất là khỏe. Còn nếu mà anh em mà chưa thấy nó khỏe là bởi vì anh em chưa tìm được đúng cái bộ mà nó mạnh thôi anh em ạ. Đấy, ví dụ như bây giờ tôi kẹp này tôi bắt đầu thấy khỏe đấy. Bắt đầu thấy khỏe đấy. Không biết là mình đã tìm đúng cái bộ nó mạnh nhất chưa, nhưng mà cái bộ này cảm giác như bây giờ nó đang khá là khỏe đây này. Mạnh nhất thì chưa biết nha, nhưng mà khỏe đấy. Để như này đã thấy khỏe lắm rồi đây này. Đấy, đây rồi. Insectoid trứng cho Taboo Witcher. Rất là nhiều Taboo luôn. Taboo Witcher heo mèo. Một mình anh cân tất. Anh em nhìn kìa, thấy không? Một mình cân tất là có thật nha anh em nhá. Một mình cân tất là có thật. Trứng cho heo, trứng cho Taboo, trứng cho mèo nhá. Anh em thấy không? Làm thế nào để tiêu diệt được? Tướng của tôi hơi mạnh luôn đấy. Ơ kìa, lại tụt máu kìa. Tụt nhưng mà lại tăng. Đấy, khỏe chưa? Đấy là còn chưa có lên được 3 sao đâu. Rồi, ra được Khan rồi này. Ok, vậy là chúng ta đã lên được là kẹp cọc à? Có thể kẹp 4 cọc được nhá. 4 cọc thì bỏ con một con Half Orc ra. Ui, ác gì, ác bình thường, gì đâu mà ác. Đang test meta anh ấy lại bảo ác. Thế này là con chưa đủ 100% công lực rồi đấy. Đây gọi chỉ là vừa chơi vừa test meta thôi đấy. Chứ còn đánh 100% công lực thì từ nãy giờ là máy bay 2 sao các thứ rồi. Kẹp Kira các thứ vào rồi. Chứ đâu có đánh kiểu nhửn nha như này đâu. Thế này đánh là quá nhửn nha rồi đấy anh em ạ. Ok, lướt sang bên này. Thằng này nó lên được con tường đấy 2 sao rồi này anh em này. Đây là led sắc 2 sao rồi, nhưng mà led sắc của địch không phải là con. Tôi bị đu rồi kìa. Nó lấy được cái gậy tím, cái orchid là đu tôi ra đầu game. Nhưng mà tôi vẫn bắn được trưởng nhá. Hay không? Kẹp 4 cọc vào luôn này. Anh em nhìn kìa. Solo với người nước, người nước không có tuổi luôn ấy. Thề. Người nước của nó cũng có cái hồi máu. Ấy à, lướt đau phết đấy. Nhưng mà cuối cùng thì cũng phải gục ngã trước con tường mới ấy thôi. Quá mạnh. Đấy, chuẩn bị mai ra clip hero mới. Chuẩn rồi anh em ạ. Chính xác. Chuẩn là không phải chỉnh luôn. Khỏe quá nhỉ. Bây giờ lên được 3 sao lốt cho là mắc binh đi. Đấy, cuối cùng là cái thằng 9 kia giờ với một con Shadow 3 sao là cũng đã ra đi rồi anh em ạ. Dã man. Không cản nổi. Insect rất mạnh này. Xong rồi lại người nước. Gót người nước thì không thua được insect đâu. Gót người nước là chắc chắn là ăn insect. Đấy, nhưng mà ăn tôi thì là chưa ăn được. Và cũng chắc là cũng không ăn được đâu. Không ăn được. Con này của tôi nó khỏe. Nổ metalit liên tục mà. Tướng này nó cái tốc độ đốt của nó rất nhanh. Và cái cơ hội mà để lổ ra cái hiệu ứng Metalit ấy nó rất là nhiều. Có thể nói là một trong những con tướng mà lổ Metalit nhiều nhất ở trong game này luôn đấy. Kết hợp với Metalit được God là quá hợp lý luôn rồi.
Không biết là đã có phải là cái đội hình mạnh nhất chưa. Mà thôi anh em cứ xem tạm nha anh em nhá. Anh em chứng kiến là anh em có thể tự đánh giá được đúng không? Anh em không cần phải là tôi đánh giá, anh em tự đánh giá luôn. Ok. Bây giờ lấy cái Vĩnh Hằng này nó là quá tuyệt vời luôn rồi. Hai thằng bắn trưởng đúng không? Hay là lấy cái nhẫn nhỉ? Hai cái món nó đều ngon. Đấy, thôi bây giờ thấy cảm giác như là kháng phép nó đã nhiều rồi ấy. 72% kháng phép thì tôi lại lấy cái nhẫn cho nó trâu một tí, đánh cả insect. Ok, còn cái món đồ này bây giờ chưa đổi đồ cam thì thôi, tạm thời cho con khác cầm. Tí nữa mà đủ đồ cam thì chúng ta lại đổi. Con này thì cứ cầm thêm một cái đồ cam nữa được rồi. Có thể là sẽ vứt cái ánh mắt AZ đi, không cần đâu. Dồn đồ, dồn đam mạnh mà. Cứ dồn đồ đam là được, đồ trâu ấy. Con này lổ Metalit thì không cần phải giảm hồi máu. Lổ hai phát là đi mà. Đấy, gặp lại Insect nhưng mà bây giờ nó là một cái tầm cao mới đấy. Đồ giờ đồ cực kỳ trâu luôn. Insect bây giờ không có cửa là mất máu luôn nhá. Chấp cả mấy cái con kiểu Tabu Witcher vào bơn mana luôn. Cái con này nó được cái là nó bắn trưởng, nó đã bắn là nó bắn liên tục luôn, nó không dừng lại đâu anh em ạ. Nó không dừng lại, nó đốt liên tục luôn ấy. Anh em thấy không? Đấy, nó đốt liên tục nó không dừng lại mà. Nổ Metalik à? Ui rồi, ui rồi. Không mất tí máu luôn, máu đầy luôn. Đi rồi, đấy anh em thấy chưa? Insectoid nó chỉ đến thế thôi, tức là Insectoid cái bộ này nó phải đẩy sớm. Chỉ còn late game rồi gặp God người nước thua rồi kìa. Ok, thôi rồi bây giờ solo God người nước anh em nhá. Cho lên 3 sao ra nào. Chán thật đấy. Không lên được 3 sao. Người nước nó cũng có cái giảm hồi máu đấy, nó cũng có cái ánh mắt AZ để nó giảm hồi máu của tôi. Vẫn chưa đủ 9 cái đồ để có thể đổi đồ cam. Bây giờ thì cũng chưa vứt được cái ánh mắt AZ đi anh em ạ. Đợi chút. Cái hay ở cái con này là nó tung trưởng sang những cái vị trí xung quanh ấy. Nhưng mà nếu mà kẹp Half Orc vào nó sẽ lao vào vị trí mà đông địch nhất. Sau đó nó đốt gây đam rất nhiều luôn. Anh em nhìn kìa. Cảm giác không mất máu luôn nhá. Đấy mà cái con người lướt thì nó lướt thì nó cũng đau ấy. Anh em thấy là nó lướt cũng khá là đau. Ấy á, ui nó lướt đau phết đấy anh em ạ. Ui cũng căng, cũng căng, cũng căng, cũng căng. Ui nó hack tụi tôi rồi. Hack, hack, hack. Ok. Hack vẫn thua. Hack xong rồi là khi mà bị hack vẫn bắn được trưởng. Vẫn bắn trưởng bình thường. Sao nào. Trời ơi ra nhiều trứng quá. Nhưng mà không ra tướng, không đập được trứng. Lốt đi, sắp hết game rồi. Có thể sống được đến round 40 không nhỉ? Đối thủ sắp đi nơi rồi kìa. Quả vừa rồi nó lướt là tôi cứ tưởng là bị hack là thua ấy. Nhưng mà ai ngờ đến lúc hack ấy, lổ Metalit phát bay màu con người nước luôn. Ơ kìa, đối thủ cũng đang chuyển sang Metalit kìa. Ơ đúng thật. Nó 4 Metalit kìa. Đối thủ bắt đầu tỉnh ra rồi đấy. Copy à? À, hóa ra là đối thủ copy tôi anh em ạ. Đối thủ copy tôi. Ra được cái áo choàng là chuyển sang Metalit chơi kết hợp với God. Nhưng mà sao? Nhưng mà sao? Vẫn chưa dồn đồ cho tướng kia. Chưa dồn đồ cho Lét Sắc. Vẫn đang dồn đồ cho con người nước anh em ạ. Ok. Thế thì vẫn chưa ăn được đâu bạn ơi. Rồi, chưa đi được. Vẫn còn một máu. Round 39 là round cuối cùng. Căng nhờ. Nào lên 3 sao đi. Trời ơi, không ra anh em ạ. Mèo ra quá trời luôn này. Mèo lên được 3 sao rồi đấy. Bán hết rồi nó không ra được. Chán thật. Ơ tự nhiên lại chịu. Cái gì mà chịu. Có cái gì đâu mà phải chịu nhỉ. Kẹp với cả 4 cọc luôn. Đối thủ kẹp với 4 cọc. 4 Metalit, 4 cọc kẹp với tướng mới. Rồi dồn đồ cho tướng mới rồi. Trên người tướng mới có gậy xanh luôn đấy. Tức là nó là 3 sao ấy. Hơn tôi 1 sao luôn. Ủa thật chết rồi. Căng đấy nhở. Ui cảm giác căng hơn anh em ạ.
Hỏng rồi. Càng lên, đồ nó xịn quá anh em ơi. Đồ của nó ngon hơn. Long bào xong rồi còn gậy hách, xong rồi còn mặt lại hút máu, mà ánh mắt AZ rồi có trượng hiến tế. Ôi mẹ ơi, gậy xanh nữa. Đồ nó xịn hơn đồ của tôi. Hỏng rồi. Chết rồi, thế trận nó lại, bây giờ nó lại không phải là lợi thế về tôi nữa rồi. Ôi, ngược lại rồi. Trời ơi, dã man quá anh em ơi. Cuối cùng thì cái lợi thế của mình nó đã biến mất khi mà đối thủ quyết định là chơi kiểu bộ dung phục ạ. Sao chép gậy ông đập lưng ông à? Chơi kiểu chơi bài, đối thủ chơi bài gì à? Chơi bài y hệt nhưng mà đồ xịn hơn à? Dã man. Làm nào bây giờ? Khó nhờ. Ô thế tôi bây giờ tôi chả biết làm gì ấy. Bây giờ làm gì đây? Bây giờ làm gì ấy anh em? Bây giờ lên được con này 3 sao thì vẫn yếu hơn nó mà. Bởi vì cái đồ của mình bây giờ nó có khỏe như cái thằng kia đâu. Làm gì có trượng hiến tế đâu. Làm gì có gậy hách với cả có gậy xanh đâu. Trong khi đấy thì hút máu nó có thì mình cũng có. À, mình có thì nó cũng có. Đấy, tôi roll mãi không lên được 3 sao này. Cay nhỉ. Khan lên 3 sao. Cay thật đấy. Khó chịu nhỉ. Chả lấy được cái đồ gì ở đây cả. Xích. Lấy xích cho con này. Khó nhỉ. Dồn đồ cho Khan đi. Ui, lên được 3 sao anh em ạ. Vãi cứt. Hỏng rồi. Chơi càng ngày càng khó. Bây giờ tôi lên được 3 sao thì tôi có khi là cũng thua. Bởi vì là đồ của mình nó lởm hơn. Hỏng rồi. Đổi cái đồ cam cái đã nhá. Chưa biết đổi cái đồ gì đấy. Đây. Ok, ơ kìa. Từ từ đã. Ơ à? Cái gì vậy? Đang lấy hay đổi đồ thì mẹ. Không hiểu cái chuyện gì xảy ra luôn đi anh em ạ. Oh my god. Tại sao tôi lại có thể chiến thắng lửa ra vừa rồi nhỉ anh em nhỉ? Khó hiểu quá đi mất thôi. Hết cái video clip này chắc là tôi phải xem lại mới được. Vô lý thật sự. Ôi dồi ôi, mạnh quá đi mất thôi. Mặc dù là tôi anh em cũng có thể thấy là cũng chưa có lên được 3 sao nhưng mà tôi vẫn có thể ăn được đối thủ. Dã man anh em ạ. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và là có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái. Một trong những cái combo đã giúp tôi leo đến top server. Anh em nhá. Anh em chưa xem, anh em xem thì hay lắm. Và cuối cùng nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để hỗ trợ kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc, cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.